đến toàn thể thành viên và gia đình đã có mặt ngày hôm nay. Như các bác đã biết, đến giữa tháng 5 là diễn đàn Karaoke Việt kỷ niệm ngày sinh nhật của diễn đàn cách đây là 3 năm. Và 3 năm đó, đến nay, diễn đàn Karaoke Việt đã phát triển hơn 5.000 thành viên. Và cũng như vào ngày này năm ngoái, diễn đàn Karaoke Việt đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 tại Cần Thơ. Với một lực lượng thành viên cũng đông đảo như ngày hôm nay, ban quản trị luôn luôn ghi nhận tất cả những sự đóng góp của toàn thể thành viên cho ngày sinh nhật lần thứ 3 này. Ban quản trị xin cảm ơn tất cả những thành viên dù bận bịu ở nơi xa cũng vẫn về đến tại bộ khác Hà Tịnh Nam này để dự lễ sinh nhật lần thứ 3. Sau đó thì tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ làm một cái bản tin của cái ngày sinh nhật nó khác hẳn với tất cả những cái buổi lễ tổ chức một cách quy củ, thì chúng ta cây nhà lá vườn và có những điều gì đó mà nó không có cũ và chưa tốt thì rất mong toàn thể thành viên chúng ta sẽ xóa cho ban tổ chức và cũng như là hội đồng ban tổ chức. Tôi gác xin tuyên bố khai mạc diễn đàn các đặc biệt sinh nhật lần thứ 3. Mời một CV nữ tuyệt đẹp lên tặng cho bác gái bó hoa tươi thắm ạ. Dạ xin mời một CV nữ tuyệt đẹp lên tặng cho bác gái một bó hoa tươi thắm ạ.